ខេសស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការដាក់លេខទំព័រទៅឲ្យដកស៊ីមិនរបស់យើងដែលនៅក្នុងនេះយើងមានបីទំព័រហើយទំព័រទី1នេះគឺខ្ញុំចង់ដាក់លេខជាសហើយទំព័រទី2នេះខ្ញុំដាក់លេខអារ៉ាប់ ຈັ່ງດໍາໄປដាក់ເລດຕົມປູຕ້ອງອັນນີ້ເຈິງຕົມບໍຄລິກຂ້າງກ່າວນີ້ຈະທີ່ດໍມາວີຈິງແບບນີ້ມາໃຫ້ເຈິງເລີຍປະເພດເລດຕົມປູມາອົກມາລະຂ້ອຍຈັ່ງມັນເລດຕົມປູແບບນີ້ຈັ່ງດໍາໄປដាក់ວີມາຕັກຂ້ອຍກະໄລນີ້ຂ້ອຍດັກຂ້ອຍຈັດໄດ້ຊັ້ນລິງຄືປີວີເຫ້ ចូលភេទ number format ហើយខ្ញុំដាក់លេខទី1លេខ1អស្ថាទី1មកថាយើងចង់បានទៅទំព័រទី2ខ្ញុំដាក់លេខ2មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលេខ2ខ្ញុំចុចអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបានលេខ2ហើយកន្លែងនេះវាឡើងមកលេខ3ដោយឡែកកន្លែងនេះបើសិនអូខេកន្លែងនេះយើងអាចលុបបានឬយើងអាចសិលេចទៅវា format page number ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អក្សរ ABCD ចឹងមកចុច start start ពី A ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK ហើយនេះមកមក A មកថាបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចុច control enter អញ្ចឹងយើងឃើញលេខទំព័ររបស់យើងនេះ AB អញ្ចឹងមកមកតែយើងចង់ដាក់បន្តឲ្យវាកន្លែងហ្នឹង bạn được nghĩa ông mà thà thơ muối chạy từ lớn nhưng chạy nhà lấy đòn đi đòn cho ông nghĩa thì thơ từ cái cuộc tỏ lại này thì thơ từ cuộc tỏ lại giờ thế chứ những bàn A B C D hơi sầm rạp thằng đấy có được nghĩa đấy bây giờ chọn cuộc tỏ ông mà thà thêm chọn đồ tôi chia lịch ở Việt Nam thì lịch mùi với nhau sẽ lịch là lịch pì này hãy nhấn chuột lại hit number format hit number hãy nhấn chuột start bị lệch mùi tờ bánh chuột ok chẳng lại nick cứ gật đầu thì hãy bơ sân chỉ nhấn chọn bàn lệch nâng chỉ lệch máy nhấn select lệch đơn hãy nhấn chuột home nhấn thợ đồ font bị pro sau đó máy unicode phía ở score chúng mình nâng lệch cùng của chỉ máy để chẳng dừng tờ cả đồ bia tờ chỉ limon không phải liên muốn ai sport anh trong màn đồng hồng thùng rừng là tối ta nó mà là môn nhưng mà khởi như thế còn đấy khi trả tiền thì nó hay nhưng chạy lại này enter thời tiết chữ intro enter giờ nó ban lấy cái bộ bảy mươi tiết tập bộ thì mỗi thì tùy chẳng cái lại tập bộ thì mỗi nít cứ miền là sò é hay thì tí bây giờ enter thì có đôi khi hơi nông cả lần này để dân chọn ban lệ chỉ máy đôi nhầm làm chẳng cứ dân trâu đổ đầu chia li buồn á ra cho mùi nhìn li buồn ông quân là tập học nghĩa sản phẩm cao tam đan tự sinh video này xong một click like subscribe share đồng bây giờ tụi bạn video mới